Hello, xin chào mọi người. Chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube Cho Anh Mobile, kênh chuyên mua bán, trao đổi điện có giá rẻ. Hôm nay ngày 13 tháng 8, 2022, em lại tiếp tục lên một video mới để giới thiệu đến mọi người những sản phẩm điện có giá rẻ mà đang có trong cửa hàng em ngày hôm nay mọi người nhé. Địa chỉ hàng ấy, bên em là 133 Lương Thế Vinh, Trung Văn, Hà Nội. Ngoài ra bên em có ship hàng toàn quốc cho mọi người ở xa với hình thức là COD, nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tại nhà. Em dùng số Zalo ở trên bảng gỗ đây, 0979 622 994, và số liên lạc thường xuyên là 0358 479029. Và bây giờ thì em sẽ giới thiệu luôn những chiếc điện thoại mà em có trong video của ngày hôm nay để mọi người không phải đợi lâu nữa nhé. Đầu tiên ngày hôm nay thì em giới thiệu đến mọi người hai chiếc điện thoại, đó chính là Samsung M51 mọi người nhé. M51 cũng là một sản phẩm mới đây em về được và cũng số lượng không có nhiều nhưng mà bán rất là chạy mọi người nhé. Về chiếc nào là bán được chiếc ý. Và hiện tại hôm nay em về được hai chiếc, đó là một chiếc màu đen và một chiếc màu trắng. Đó, máy hình thức thì đẹp zin keng 99%, cũng như là còn bảo hành tới tháng 6/2023 mọi người nhé. Còn khoảng gần một năm bảo hành nữa, máy chính xác là kích hoạt và dùng được khoảng 2 tháng thôi. Đó, máy thì đây mọi người nhìn này, viền viếc này, đẹp leng keng nhá. Và đặc biệt cái con M51 này, nó trang bị một quả pin rất là trâu, đó là 7000 mAh. Đó, và một cái màn hình là AMOLED Plus. Đấy, cho cái hiển thị thì cực kỳ đẹp luôn mọi người nhá. Đây thì em sẽ đi sâu vào em giới thiệu cho mọi người về cái con M51 này nhá. Đó, Samsung M51 đây, bản công ty 2 SIM mọi người nhá. Em bắt wifi xong rồi em sẽ kiểm tra cái bảo hành cho mọi người để mọi người cùng theo dõi luôn nhé. Đây, bắt wifi. Đó. Bắt wifi rồi mọi người nhé. Cái email đây, copy cái email vào. Ít là 728. Máy còn chính hãng tại Samsung thì mọi người có thể mang ra trực tiếp cái trung tâm bảo hành của Samsung nếu máy có trục trặc gì mọi người nhé. Đấy, mọi người có thể gõ check bảo hành Samsung này ra, nó sẽ bảo kiểm tra bảo hành điện tử Samsung Việt Nam. Tất tần tật những cái đồ của Samsung thì mọi người có thể kiểm tra ở trên trang này được mọi người nhé. TV, tủ lạnh, máy ảnh của Samsung là mọi người có thể kiểm tra được thông tin bảo hành. Đó, sao chép cái email vào đây mọi người nhé. Đó. Đây. Con này thì còn bảo hành đến 30/5/2023. Đó, bảo hành đến 30/5 mọi người nhé. Còn gần một năm nữa. M51 này, bản chính hãng mọi người nhé. Con này thì máy màu trắng này. Hình thức thì nói chung là đẹp leng keng xà beng. Con này thì có cổng sạc Type-C sạc nhanh, jack tai nghe 3.5, viền đang còn cả ly lông mọi người nhé. Viền đang còn cả ly lông viền, rất là đẹp luôn. Hai SIM hai sóng. Đó, bốn mắt camera sau, mọi người nhìn máy đẹp zin keng chưa? Đấy, số email thông số chuẩn hết này. Đó, M51 mọi người nhé. Cấu hình của con này nó sẽ chạy là RAM 8, bộ nhớ 128GB. Màn hình rất là đẹp mọi người nhé. Màn hình công nghệ, màn hình này là công nghệ AMOLED Plus rồi. Nhìn cực kỳ đẹp và ấn tượng luôn. Cam này, cam cũng có rất là nhiều góc chụp khác nhau, góc rộng góc hẹp đầy đủ này. Cam trước cũng ok luôn mọi người nhé. Đó, tổng thể như vậy thôi. Máy thì có vân tay ở cạnh sườn. Đấy. M51 này hiện tại em báo giá luôn cho mọi người nhé. Máy đẹp zin keng, bảo hành dài, bảo hành từ tháng 5/2023. Có con thì tháng 5, có con thì tháng 6. Thì hiện tại con này thì tháng 5 thì nó chỉ chênh nhau bảo hành tháng thôi thì không có gì cả mọi người nhé. Hiện tại con này thì em bán là 4.800.000 đồng. Máy bán ra có bảo hành cho mọi người tới khi nào hết bảo hành của cái máy, và cũng như là tặng cho mọi người dán cường lực này, tặng ốp lưng này, tặng sạc cáp sạc nhanh để cho mọi người dùng luôn mọi người nhé. Đó, ai đang yêu thích dòng sản phẩm là M51 thì mọi người alo giúp em nhé. Đây, máy màu đen cũng vui vậy thôi, đẹp leng keng xà beng luôn mọi người nhé. Đó, có hai màu để cho mọi người tha hồ mọi người lựa chọn mọi người nhé. Đó, đây kiểm tra luôn bảo hành của con màu đen này cho mọi người xem để mọi người đây em cũng copy cái số email này nhá. Em sẽ vào phần check bảo hành.
kiểm tra màn hình điện tử Samsung. Cứ máy chính hãng mua tại Việt Nam mà còn bảo hành thì mọi người check trên này nó sẽ ra bảo hành mọi người nhé. Đây. Con này thì bảo hành từ tháng 6 mọi người nhé. Đấy, con này còn bảo hành 27 tháng 6 này. Con màu trắng thì tháng 5, con này thì tháng 6. Đó, hai chiếc màu đen, mọi người nhìn kính kiếc cũng rất đẹp luôn, không xước sát gì luôn mọi người nhá. Máy màu đen này. Đó, cổng sạc Type C, jack 3.5 đầy đủ luôn. Máy đẹp lên keng xả beng, vân tay một chạm cũng như là pin 7000 mAh mọi người nhá. Đó là M51 của hai màu. Ai yêu thích thì alo nhá, có đúng hai con thôi. Ai yêu thích thì alo giúp em có hai số thoại bên trên này. Rồi tiếp tục sang một dòng sản phẩm nữa, đó chính là Note 10 Plus bản công ty 2 SIM. Note 10 Plus bản công ty 2 SIM ngày hôm nay em còn đúng một chiếc máy màu đen này mọi người nhá. Con màu đen thì hình thức cũng rất là đẹp này, được khoảng 98%. Đó. Note 10 Plus thì con này thì được trang bị là cổng sạc Type-C sạc nhanh, rồi cũng như là loa ngoài ở đây, loa ngoài đây cũng được kết hợp với loa trên là loa kép luôn mọi người nhá. Đó, Boost S Pen. À, Boost S Pen này thì hiện tại là vẫn còn chụp ảnh được từ xa mọi người nhá. Đây là em đang lắp cái bút màu trắng vào thôi, nhưng bút của nó màu đen thì em đang test ở cái máy khác, thì nói chung là mọi người lấy thì em sẽ tặng cho mọi người bút S Pen dùng được, chụp ảnh được từ xa, thì giá của nó là 8 triệu mọi người nhá. Đó, máy thì đẹp khoảng 98%. Đó mọi người nhá, máy zin hết này, áp suất đầy đủ luôn. Báo mắt camera xong. Với cái Note 10 Plus mà bản công ty 2 SIM ấy thì nó chính hãng rồi, cho nên là nó sẽ mặc định là 2 SIM, và cũng như là mọi người dùng Samsung Pay này, dùng các app ngân hàng thì mọi người thoải mái nhá, không lo là nó báo tình trạng rót máy hoặc là về cái lý do bảo mật khác mọi người nhá. Đó. Pin của nó là 4300 mAh. Đó, pin 4300. Màn hình rộng là 6.8 inch, Dynamic AMOLED 2K+ mọi người nhé. Màn trong veo đẹp cùng ngắm ố này. Con này RAM lên tới 12GB, bộ nhớ 256 và chạy con chip là Exynos 9825. Con này thì có hai kiểu bảo mật vân tay quét ở trên màn hình và cũng như là nhận diện khuôn mặt mọi người nhé. Đầy đủ hết luôn. Cam trước cam sau mọi người nhìn Note này. Đấy, lúc nào cam của nó cũng đẳng cấp luôn mọi người nhé. Thường thường là cái dòng Note thì dòng S thì nó được trang bị tất tật những công nghệ cao cấp nhất ở trên đây. Note 10 Plus coi bán là 8 triệu, bảo hành 3 tháng, tặng sạc cáp ôm lưng, giá màn hình đầy đủ mọi người nhé. Bảo hành 3 tháng, lối 1 được 1 trong tháng đầu tiên, bao gồm cả màn hình luôn. Rồi tiếp theo, em có một con nữa, một con Samsung A71. A71 máy màu trắng bạc mọi người nhé, máy màu trắng bạc này. Bộ mắt camera sau. Con này thì viền còn nguyên ni lông mọi người nhé, viền còn nguyên ni lông mới cứng, chưa thèm bóc luôn. Đó, máy thì còn khoảng 98%. Màn hình zin đẹp mọi người nhé, màn hình trong veo này, không ám không ố, cũng như là kính rất là đẹp luôn. Con này em mới bóc cường lực ra, cho nên là kính không một vết xước mọi người nhé. Màn hình con này thì công nghệ là gần như là OLED rồi, màn rất là đẹp nhé. A71 2 SIM 26 bản công ty này. Pin của nó là 4500 mAh, cũng như là bộ nhớ là RAM 128GB, màn 2 SIM mọi người nhé. Con này thì cũng có vân tay ở trên màn hình luôn, cũng như là quét khuôn mặt đầy đủ. Đặc biệt là con này cổng sạc Type-C, jack 3.5 vẫn đầy đủ mọi người nhé. Cắm trước cắm sau này khá nét nhá. A71 em bán 4.2 triệu mọi người nhá. Máy nguyên zin, tặng mọi người giá màn hình này, rồi là tặng cho mọi người là sạc cáp đầy đủ nhá, bảo hành 3 tháng, lối 1 một trong tháng đầu tiên. Rồi tiếp tục em sang một con nữa, đó chính là một con coi như là Samsung Galaxy Note 9. Đó, Note 9 con này bản Hàn, bản 512GB mọi người nhá. Bản Hàn 512GB, màn hình đẹp không ám ố. Đấy mọi người nhá, RAM 8 bộ nhớ 512GB này. Con này bản Hàn 512GB nhá. Bản Hàn nhưng mà đã được lên 2 SIM rồi. Hiện tại mọi người dùng 2 SIM thoải mái nhá. Với dòng Note 9 thì pin của nó là 4000 mAh. Đó. Cam trước cam sau này ok hết nhá. Con này chụp ảnh được ở trên bút như kiểu dòng Note 10 luôn. Đây. Đây mọi người nhá, em bấm chụp từ này. Đấy. Chụp ảnh luôn, ok chưa? Boost S Pen đầy đủ mọi người nhá, cổng sạc Type-C này, jack 3.5 này, loa con này thì cũng chạy loa kép rồi mọi người nhá. Màn zin đẹp không ngắm ố, áp suất đầy đủ. Đó, máy thì nguyên zin luôn. Đây mọi người nhá, test áp suất cho mọi người coi này, áp suất đầy đủ luôn nhá. Loa to, loa kép nghe rất là hay luôn. Con này thì nói chung là máy cũng khá là ok, nhưng mà có một vài vết xước này. Đây mọi người nhá, đấy, vết xước đây. Đây, cấn nhẹ góc đây. Đó, máy màu xanh. Con này em đã dán mặt sau rồi nhá. Dán mặt trước đầy đủ hết rồi.
tặng cho người ốp lưng đầy đủ, đằng sau lưng có vân tay, camera kép mọi người nhá, máy màu xanh. Đó, RAM 8 1 128GB, máy bản Hàn. Hiện tại con này thì em bán là 4.500.000 đồng, bảo hành 3 tháng, tặng sạc cáp đầy đủ mọi người nhá. Ốp lưng nói chung là bảo hành 3 tháng, lưới 1 là một trong tháng đầu tiên, bao gồm cả màn hình luôn. Ai đang yêu thích con bản 512GB thì alo giúp em nhá. Máy thì 2 SIM 2 sóng thoải mái rồi nhá. Rồi tiếp theo em giới thiệu sang dòng nữa là dòng Samsung A31 mọi người nhá. A31 bản Hàn, một SIM, có 3 màu, màu đen, màu xanh, màu trắng. Đó, máy thì bản một SIM, hình thức thì được khoảng 97-98%. Viền viết đẹp không cấn móc gì mọi người nhá. Cổng sạc Type C này, jack 3.5 đầy đủ hết nhá. Màn thì màn AMOLED, màn zin đẹp không ám mố, vân tay ở trên màn hình. Em bán cho người với giá là 2.6 nhá. Đấy, A31 này, bản là nó pin 5000 mọi người nhá. A31 pin 5000, bản là Hàn một SIM, cấu hình thì là RAM 464GB. Đó. 4G các thứ đầy đủ luôn, pin 5000 mọi người nhá. Con này em bán là 2.6 này. Màn zin đẹp bán 2.6 mọi người nhá. Con nào màn ám thì em bán là 2.3. Đó, ám nhẹ bán 2.3, còn đâu là màn đẹp bán 2.6 mọi người nhá. A31, ai đang yêu thích thì alo giúp em nhá. Samsung A31 pin 5000 rất là trâu bò luôn, chỉ với 2.6 thôi. Tặng đó cho mọi người là cường lực sạc cáp mọi người nhá. Rồi tiếp theo đến A90 5G. A90 5G còn đúng 2 chiếc màn hình lưu ảnh. Đây, màn hình lưu ảnh lưu icon mọi người nhá. Hiện tại A90 5G em nói qua cấu hình này, RAM 6 bộ nhớ 128GB, chip là Snapdragon 855. Mọi người mua về chơi game rất là sướng luôn, có hỗ trợ 5G mọi người nhá. Pin 4500, cực kỳ trâu. Có vân tay ở trên màn hình và quét khuôn mặt đầy đủ, màn AMOLED rộng là 6.7 inch. Đấy, cam kiếc thoải mái luôn mọi người nhá. Con này em bán 2.6 một chiếc, còn 2 chiếc thôi. Có sạc nhanh này, sạc Type C đầy đủ này, rồi là 3 mắt camera. Đấy, máy thì còn ok, sức nhẹ một chút ở viền thôi, không đáng kể mọi người nhá. Máy bán ra em vẫn bảo hành 3 tháng, tặng sạc cáp một tặng ở cho mọi người dán cường lực mọi người nhá. A95G còn đúng 2 chiếc, 2.6 một chiếc. Ai yêu thích thì alo giúp em nhá. Rồi tiếp theo thì em giới thiệu sang một con nữa. Đó chính là con Note 10 Plus. Note 10 Plus màu đa sắc này. Con này thì máy bản công ty 2 SIM. Bút đép pen con này thì không chụp ảnh từ xa rồi mọi người nhá, chỉ vẽ được thôi. Và con này em bán cho người là 4.5 triệu. Và tại vì sao bán 4.5 triệu nhá? Thì đây, máy bị đốm một tí ở góc này và bị nứt kính mọi người nhá. Còn đâu là màn ok hết này, cảm ứng ok, dùng chống cháy trải nghiệm thì cực kỳ hợp lý, giá thành bỏ ra rất là rẻ mọi người nhá. Đây mọi người nhá, một cái nó vết nứt mờ này, đấy nó nứt như này. Đó. Nứt kính thôi. Cái này thì mọi người mua về mọi người mang đi thay kính thoải mái nhá. Mọi chức năng ok. Mỗi là máy nứt kính và bị đốm một tí ở góc này thôi. Còn đâu là màn hình vẫn thao tác rất là ok mọi người nhá. Cam kết nét căng, RAM 12 bộ nhớ 256, bản công ty 2 SIM. Bản công ty 2 SIM mọi người nhá. Pin 4300, vân tay vân chân đầy đủ này, vỏ viết đẹp mọi người nhá. Đó. Con này thì em vẫn tặng ốp lưng, dán màn hình cho mọi người, bảo hành cho mọi người 3 tháng phần cứng và tặng cho mọi người sạc cáp luôn mọi người nhá. Đó, ốp lưng đầy đủ, sạc cáp đầy đủ bán 4.5 triệu thôi. Ai yêu thích thì cứ alo cho em nhá. Có hai số thoại bên trên này. Rồi tiếp theo sang một con nữa, đó chính là một con coi như là LG V50S. V50S máy gần như là zin keng đẹp keng luôn mọi người nhá. Đấy, con này đây, máy đẹp keng luôn mọi người, nhìn viền viết đẹp chưa? Đấy. Máy màu đen cho nên là quay video nó không được nhìn nét lắm nhá, về vì lên nó tối. Con V50S thì chỉ có hai camera sau thôi và đèn flash mọi người nhá. Cấu hình thì khá cao, nó chạy là RAM 8GB, bộ nhớ 256. Có vân tay ở trên màn hình luôn, chip là Snapdragon 855. Pin 4000 mAh mọi người nhá. Đấy, V50S. Máy đẹp zin keng. Cắm chiếc cổng sạc ok, áp suất đầy đủ mọi người nhá. V50S máy một SIM thôi, 5G đầy đủ mọi người nhá. Đấy, đẹp gần như là keng luôn. Em bán 3 triệu tròn này, tặng cường lực rồi tặng sạc cáp đầy đủ nhá, bảo hành 3 tháng cho mọi người luôn. V50S 3 triệu có duyên một con thôi. Ai yêu thích thì alo cho em nhá. Rồi tiếp theo một con nữa, đó chính là một con A7 2018, máy màu xanh. Con này thì hình thức được khoảng 97-98%. Đấy, còn khá ok. Màn hình zin đẹp không ám ố này, kính kiếc đẹp luôn mọi người nhá. Đây, A7 2018 bản công ty 2 SIM này. Đó. Ok chưa? Cấu hình như con này là RAM 6 bộ nhớ 128, nó có hai bản nhé, một bản RAM 464 nhưng con này là bản RAM 6 bộ nhớ 128, là bản RAM ghi cao nhất này, thì con này em bán là 2.2 triệu nhá. Tặng cho mọi người cường lực này, sạc cáp đầy đủ luôn, có vân tay ở cạnh sườn đây mọi người nhá. A7 2018, 3 mắt camera sau, máy mỏng gọn, con gái dùng rất là đẹp mọi người nhá.
Đó, A728 bản công ty, RAM 628 em bán là 2,2 triệu thôi. Rồi ok, tiếp theo là một con nữa là một con C9 Pro, máy hình thức khá đẹp mọi người nhá, được khoảng 9798 này, rất là đẹp luôn. Cổng sạc Type-C đầy đủ này, màn zin đẹp này. Con này thì có vân tay luôn ở home này mọi người nhá. C9 Pro. C9 Pro bản công ty 2 SIM này. Đó, con này thì RAM 6. RAM 6 nhé, bộ nhớ là 64 này. Đó, C9 Pro con này em bán là 2,2 triệu mọi người nhé, 2,2 triệu đấy, cam trước cam sau đẹp len ke sạc beng luôn, 2 SIM 2 sóng. Máy màn hình khá to mọi người nhé, cổng sạc Type-C rồi jack 3.5 đầy đủ luôn. C9 Pro màu gold bán 2,2 triệu mọi người nhé, em thích thì cứ alo cho em này. Rồi tiếp theo một con máy có giá là coi như là con này chưa biết là con gì. Ui, con này là con A không mấy thôi, được rồi, không chưa có mật khẩu, chưa rõ đời máy, chưa bán vội nhá. Rồi cuối cùng ở video thì em giới thiệu đến mọi người LG V50, máy màn hình có sọc M đây mọi người nhá, màn hình có sọc M đây đó, sọc M đỏ đây nhá, từ trên xuống đây. Con này cấu hình thì RAM 6 bộ nhớ là 128, màn hình 2K mọi người nhá. Loa kép có vân tay đằng sau lưng đây, ba mắt camera mọi người nhá, cổng sạc Type-C sạc nhanh, chip sạc gần 855, pin 4000. Để mọi người nhá, test thử cam cho mọi người. V50 một dòng sản phẩm cũng rất là hot nhá. Con này thì em bán 2 triệu tròn thôi, 2 triệu tròn, máy sóc mờ như này, bảo hành 3 tháng cho mọi người nhá, tặng sạc cáp đầy đủ. Đó, V50 cũng là chiếc cuối cùng ở video ngày hôm nay rồi. Mọi người mà xem video mà thấy ưng ý sản phẩm nào, cứ alo cho em qua hai số điện thoại bị ở bên trên bảng gỗ đây và địa chỉ của em nhé. Ai ở Hà Nội thì có thể qua xem hàng trực tiếp. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em mọi người nhé. Mọi người mà muốn theo dõi video hàng ngày một cách nhanh nhất thì mời bấm đăng ký kênh, bấm chuông để được thông báo những video mới nhất hàng ngày. Cảm ơn mọi người và hẹn gặp mọi người ở video tiếp theo nhé.